Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu thị trường dịp cuối năm. Người trồng mía đường tại huyện Nông Cống đứng trước nguy cơ lỗ vốn trước thềm vụ ép 2019-2020. Gia tăng tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tập trung đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đáp ứng nhu cầu tăng cao của thị trường dịp cuối năm. Đây cũng là thời điểm nước rút để nhiều doanh nghiệp hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra cho cả năm 2019. Nhờ tập trung thực hiện các giải pháp về nâng cao chất lượng, đổi mới mẫu mã sản phẩm và tăng tiêu thụ ở những dòng sản phẩm chuyên dùng có thế mạnh, nên đến thời điểm này, các doanh nghiệp sản xuất phân bón của Thanh Hóa đã sản xuất đạt hơn 90% kế hoạch đề ra cho năm 2019. Từ nay đến cuối năm, phân bón sẽ là mặt hàng bước vào chu kỳ sản xuất và kinh doanh thuận lợi do vào vụ đông và vụ chiêm xuân. Nhu cầu thị trường tăng mạnh nên các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực này đang tập trung mọi điều kiện để sản xuất ở mức tối đa. Tôi chuẩn bị cho cái mùa vụ thì cũng có nhiều hệ thống đại lý chúng tôi cũng đã cho gửi hàng trước vụ để là khi mà vào vụ thì nó cũng không ảnh hưởng đến cái việc là cung ứng nó đến thị trường nó kịp thời. Thì cái đấy là cái mà cũng là đơn vị cũng đã có sự chuẩn bị rồi, kể cả về nguồn vốn, về vật tư và các cái yếu tố con người, nhân lực để là đáp ứng cho thị trường. Thì chắc rằng là trong cái vụ tới thì cái việc là cung ứng cái đối với công ty cho thị trường nó cũng sẽ đầy đủ. Trong tháng 11 năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Thanh Hóa tương đối ổn định và có sự tăng trưởng tốt. Theo đó, sản lượng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tiếp tục tăng khá so với cùng kỳ. Phát huy điểm thuận lợi này, bước vào cao điểm sản xuất cuối năm, nhiều doanh nghiệp có lợi thế về thị trường tiêu thụ tiếp tục tập trung nguồn lực để mạnh sản xuất, tăng năng lực cạnh tranh, khai thác tối đa công suất nhà máy. Cùng với đó, chú trọng mở rộng thị trường nhằm tăng doanh thu, tìm kiếm những đơn hàng cho giai đoạn tiếp theo. Chúng tôi đã vượt so với kế hoạch là 5% và so với cùng kỳ năm ngoái là hơn 17%. Xu hướng phát triển của năm 2020 đáp ứng được cái nhu cầu đó thì chúng tôi cũng đang tiến hành nâng cấp cái dây chuyền sản xuất và cũng như là tăng năng suất lao động để đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường. 11 tháng năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh Thanh Hóa ước đạt trên 115.000 tỷ đồng, tăng 36,9% cùng kỳ, là mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm gần đây. Đóng góp vào mức tăng trưởng này có sự nỗ lực rất lớn của mỗi doanh nghiệp trong việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đặc biệt vào cao điểm nước rút cuối năm 2019, cùng với nỗ lực của các doanh nghiệp, ngành công thương Thanh Hóa sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ đẩy mạnh sản xuất, kết nối, mở rộng thị trường, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ hàng hóa. Nông dân vùng mía đường Nông Cống hiện đang tích cực xuống đồng chuẩn bị các điều kiện để bước vào vụ ép 2019-2020. Tuy nhiên, các hộ trồng mía vẫn hết sức lo lắng bởi niên vụ này chi phí đầu vào tăng cao, giá nhân công thu hoạch đắt nhưng giá thu mua lại không tăng, khiến nhiều diện tích không có lãi, thậm chí còn lỗ vốn. Theo kế hoạch, công ty cổ phần mía đường Nông Cống sẽ thu mua mía với giá 850.000 đồng một tấn đối với mía đạt 10 CCS trở lên và giá mía xô là 750.000 đồng. Thời gian thanh toán chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày nhập mía. Mặc dù mức giá này bằng với giá thu mua niên vụ trước, nhưng người trồng mía vẫn lo lắng bởi mọi khoản chi phí đầu vào ở vụ này đều tăng cao. Đặc biệt, giá thuê nhân công chặt vận chuyển mía từ ruộng đến nhà máy đã lên mức từ 180.000 đồng đến 220.000 đồng một tấn, tăng khoảng 40.000 đồng một tấn so với niên vụ trước. Giá phân bón, chi phí chăm sóc mía cũng tăng, khiến nhiều diện tích trồng mía có khả năng bị lỗ. Cái nguồn đầu tư là rất là lớn, cái công lao động thì rất là cao, cho nên là như năm ngoái là bà con lỗ rất là nhiều, cho nên mong rằng năm nay là có một sự chuyển biến mới để nhờ cái để có một cái kết quả thì giữa người dân trồng mía cũng như là nhà máy đường phải tạo điều kiện thuận lợi cho nhau. Để mà khuyến khích lao động là phải còn giá phải trên 90 thì bà con mới có thể là ổn định được. Khi mà mía mà có thể là tụt giá nữa thì bà con sẽ không tha thiết với cây mía nữa. Một lo lắng khác là thời tiết có nắng, mía sẽ chín đồng loạt, sau đó sẽ đẻ cây con, gây nên tình trạng dinh dưỡng bị chia sẻ và làm tụt trữ đường. Trữ đường tụt cũng đồng nghĩa với việc mía sẽ bị thu mua với giá thấp hơn nữa.
Đây lại là năm đầu tiên công ty cổ phần mía đường Nông Cống hoạt động độc lập sau khi tách khỏi công ty cổ phần mía đường Lam Sơn, nên việc đầu tư kinh phí vận hành dây chuyền gặp không ít khó khăn. Để hoàn thành kế hoạch ép mía đạt công suất và thu mua hết diện tích cho nông dân, công ty cổ phần mía đường Nông Cống đã phải tiến hành tu sửa lại hệ thống máy móc để vận hành từ rất sớm. Tuy nhiên, do khó khăn chung về giá đường trên địa bàn cả nước, nên công ty cũng không thể nâng giá thu mua mía nguyên liệu cho nông dân được. Chúng tôi đã ký hợp đồng với lại các đơn vị vận tải để thuận lợi trong công tác vận chuyển mía. Chúng tôi đã cử cán bộ chuyên môn đi kiểm tra, phân tích chất lượng để xác định được các cái vườn mía mà đạt cái chất lượng để chúng tôi tổ chức thu hoạch đầu vụ, đồng thời là thông báo sớm cho người dân để chuẩn bị lao động. Những năm gần đây, ngành mía đường trong nước liên tục gặp khó khăn, đường tiêu thụ chậm và giá thấp khiến giá thu mua nguyên liệu sụt giảm, người trồng mía cũng lao đao. Những khó khăn có thể sẽ còn tiếp tục gia tăng khi một số hiệp định thương mại có hiệu lực, đường ngoại giá rẻ sẽ tràn vào thị trường trong nước. Niên vụ tới, một số nhà máy đường trong tỉnh đã có dự định không thu mua mía xô, mà chỉ mua mía có trữ đường từ 10 CCS trở lên, khó khăn càng chồng chất thêm với người trồng mía. Nếu các nhà máy không có chính sách và những giải pháp phù hợp, thì việc người dân bỏ cây mía để chuyển sang cây trồng khác là khó tránh khỏi, và như vậy sẽ ảnh hưởng đến vùng nguyên liệu của các nhà máy. Để đảm bảo thu hoạch triệt để, tập trung tại từng xã một, bố trí công tác vận chuyển, công tác cân đo, thì đối với những vùng mà trước đây chúng ta quy hoạch, sau thời gian đầu tư cải tạo giống, tuy nhiên chất lượng và trữ lượng đường không nâng cao được, thì chúng tôi cũng đã làm việc với công ty và khuyến cáo các địa phương cùng với nhân dân, chúng ta có thể chuyển đổi một phần diện tích kém hiệu quả thực sự mà không phát huy được sang các cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn. Vụ ép 2019-2020 ở vùng mía đường Nông Cống sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2019 và dự kiến kết thúc vào cuối tháng 3 năm 2020. Trong điều kiện giá lợn hơi đang ngày càng tăng cao, nhiều hộ nông dân đã có tâm lý sốt sắng tái đàn và tìm cách nuôi thúc để lợn tăng trọng nhanh. Do vậy, lượng tiêu thụ thức ăn chăn nuôi trong thời gian gần đây cũng tăng cao. Trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tăng cường các giải pháp kiểm soát việc tái đàn và chất lượng nguồn thức ăn chăn nuôi. Trên địa bàn tỉnh hiện có 8 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, cùng với hơn 1.200 đại lý hộ kinh doanh buôn bán thức ăn chăn nuôi cho gia súc gia cầm. Theo các đại lý và hộ kinh doanh, từ giữa tháng 10 đến nay, lượng tiêu thụ thức ăn chăn nuôi đã tăng hơn từ 15 đến 20% so với những tháng trước. Khi mà giá lợn được và tình hình chăn nuôi được thì bắt buộc người dân người ta phải chọn hàng các hàng thức ăn nó có chất lượng tốt thì để đảm bảo được cái đầu ra, để đảm bảo đến người dân có cái lợi nhuận tốt nhất. Sau những 2 năm vừa rồi là nó cũng giá nó xuống thấp quá, lỗ nặng. Hiện nay, tổng đàn lợn toàn tỉnh có trên 1 triệu con, trong đó có 659.000 lợn thịt. Nguồn cung thịt lợn trong tỉnh sẽ đảm bảo ổn định, không xảy ra tình trạng thiếu hụt, khan hiếm, kể cả dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, do giá lợn đang ở mức cao và được dự báo là sẽ còn tiếp tục tăng thêm vào dịp giáp Tết, nên nhiều hộ dân có tâm lý sốt sắng tái đàn, đồng thời tìm cách nuôi thúc để đàn lợn tăng trọng nhanh. Đây chính là những nguyên nhân khiến lượng tiêu thụ thức ăn chăn nuôi gần đây tăng cao. Mặc dù vậy, giá thức ăn chăn nuôi ở thời điểm này vẫn tương đối ổn định. Do tiên lượng được nhu cầu của thị trường, các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã chủ động chuẩn bị nguồn nguyên liệu, lên kế hoạch đẩy mạnh sản xuất để đáp ứng nhu cầu của người chăn nuôi. Bên cạnh đó, các đại lý kinh doanh thức ăn chăn nuôi cũng tích cực tìm nguồn hàng dự trữ để phục vụ thị trường trong tỉnh. Sự chủ động của các nhà máy sản xuất và cơ sở kinh doanh không chỉ giúp bình ổn giá thức ăn chăn nuôi mà còn góp phần hạn chế để lùi các loại thức ăn trôi nổi kém hiệu quả lưu thông trên địa bàn tỉnh. Sản xuất thức ăn chăn nuôi thì doanh nghiệp cũng thấu hiểu được là trong mọi trường hợp là phải đảm bảo là cái thức ăn chăn nuôi là nó phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng. Đấy, thì tất cả mọi hàng hóa, nguyên liệu nhập khẩu chúng tôi nhập về là đều qua kiểm định, có giấy tờ, có đảm bảo đủ chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì mới đem vào sản xuất để phục vụ cho bà con. Trước những diễn biến của thị trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa cũng đã chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương triển khai kịp thời các biện pháp kiểm soát thị trường thức ăn chăn nuôi, thường xuyên tổ chức các đợt thanh tra kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm quy định về chất cấm trong thức ăn chăn nuôi. Sở là luôn được là kiểm tra, kiểm soát và kiểm tra về mặt chất lượng cũng như về mặt là cái sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, thì đoàn đã thường xuyên kiểm tra và lấy mẫu, nên là kết quả kiểm tra thì trong cái từ đầu năm đến nay thì cũng không phát hiện được trường hợp nào là sử dụng cái chất cấm trong chăn nuôi.
Tuy nhiên, trong điều kiện các đơn vị sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi trong và ngoài tỉnh ngày càng nhiều, việc thanh tra kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước khó có thể đảm bảo kiểm soát hoàn toàn được chất lượng cũng như các khâu lưu thông vận chuyển thức ăn chăn nuôi. Do vậy, ngành nông nghiệp khuyến cáo mỗi người chăn nuôi cần nâng cao ý thức, sự hiểu biết để lựa chọn nguồn thức ăn đảm bảo chất lượng, có thương hiệu, đồng thời tuân thủ các quy định chăn nuôi an toàn sinh học khi đủ điều kiện tái đàn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin ngắn đáng chú ý. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 4907 ngày 20 tháng 11 năm 2019 về việc phê duyệt điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc đến năm 2035. Theo đó, phạm vi nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc đến năm 2035 bao gồm toàn bộ diện tích thị trấn Hậu Lộc, xã Lộc Tân, xã Thịnh Lộc, xã Xuân Lộc và thôn Phố Thịnh, xã Phố Lộc. Thị trấn Hậu Lộc mở rộng có chức năng là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện Hậu Lộc. Thị trấn mở rộng có dân số hiện trạng khoảng 18.400 người, dự báo dân số đến năm 2035 khoảng 26.000 người, tổng diện tích quy hoạch hơn 1.712 ha. Trung tâm khu đô thị được tổ chức và phát triển mở rộng trên cơ sở trung tâm hành chính hiện tại, hướng phát triển chủ đạo của thị trấn Hậu Lộc là hướng Tây Bắc và hướng Đông Nam. Những năm qua, huyện Thiệu Hóa luôn nỗ lực đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động. Nhờ vào xuất khẩu lao động, hàng trăm hộ gia đình không chỉ thoát nghèo bền vững mà còn vươn lên làm giàu. Để công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn có hiệu quả, huyện Thiệu Hóa đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để chỉ đạo các xã, thị trấn. Trong đó, nêu rõ nhiệm vụ của từng thành viên nòng cốt là hội phụ nữ và đoàn thanh niên các xã, thị trấn, tích cực phối hợp có hiệu quả giữa Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động cấp huyện với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và công ty xuất khẩu lao động tham gia tuyển dụng lao động trên địa bàn huyện, tổ chức các hội nghị cấp xã, cụm, thôn nhằm tuyên truyền sâu rộng đến người dân về vai trò của xuất khẩu lao động đối với công tác giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo của địa phương. Giai đoạn 2015 đến nay, toàn huyện có hơn 2.300 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Riêng năm 2019, huyện Thiệu Hóa đã có 450 lao động xuất cảnh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Sáng ngày 24 tháng 11, huyện Thọ Xuân đã khai mạc Hội Khỏe Phù Đồng lần thứ 10 năm 2019. Hơn 1.000 giáo viên học sinh đã tham gia diễu hành và các hoạt động trong lễ khai mạc. Hội Khỏe Phù Đồng huyện Thọ Xuân năm 2019 thu hút hơn 1.500 vận động viên của 48 đoàn đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tham gia thi đấu 16 môn. Đây là dịp để cổ vũ khích lệ phong trào luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện thân thể trong các trường học, phát hiện bồi dưỡng các tài năng thể dục thể thao. Qua hội khỏe lần này, huyện Thọ Xuân sẽ chọn các vận động viên tiêu biểu tổ chức tập luyện để tham gia Hội Khỏe Phù Đồng tỉnh Thanh Hóa lần thứ 10 được tổ chức trong thời gian tới. Sau đây là một số sự kiện nổi bật trong nước và trong tỉnh dự kiến sẽ diễn ra trong tuần từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 năm 2019. Trong tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 8 từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 11, Quốc hội hoàn tất quy trình công tác nhân sự bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Ngày 6 tháng 11, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp năm 2019. Ngày 9 tháng 11, ngày mua sắm giảm giá Black Friday diễn ra tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Ngày 25 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 11 để tiếp nhận và chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp. Ngày 25 tháng 11, tại trường Trung học phổ thông Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức lễ phát động tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS và triển khai cuộc thi tìm hiểu về HIV/AIDS năm học 2019-2020. Trong hai ngày 26 và 27 tháng 11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổ chức hội nghị để cho ý kiến về báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác. Trong 3 ngày từ 27 đến 29 tháng 11, tại Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Thanh Hóa, Sở Lao động và Thương binh Xã hội tỉnh tổ chức hội thi tay nghề năm 2019. Chương trình Ngày hội Công nhân 2019 do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức sẽ diễn ra trong 2 ngày, 29 và 30 tháng 11.
Tiếp ngay sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo Thanh Hóa ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, Thời báo Kinh tế Việt Nam có bài phân tích chi phí logistics cho xuất khẩu nông sản trung bình chiếm tỷ lệ khoảng 20-25% khá cao so với các nước trong khu vực, song kết nối hạ tầng logistics tại Việt Nam còn nhiều bất cập. Bài báo chỉ rõ năng lực lưu kho và chuỗi cung ứng lạnh còn hạn chế. Chuỗi cung ứng dịch vụ logistics hầu hết do các doanh nghiệp nhỏ thực hiện đơn lẻ từng khâu. Dịch vụ logistics mới chỉ phát triển ở những thành phố lớn, trong khi tại nhiều nơi như đồng bằng sông Cửu Long, được coi là vựa lúa, vựa nông thủy sản lớn nhất đất nước, thì dịch vụ này lại chậm phát triển. Kênh phân phối nông sản qua hệ thống chợ đầu mối và chợ dân sinh chưa đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng. Cơ sở hạ tầng và dịch vụ logistics phục vụ thương mại biên giới còn hạn chế, chưa tạo giá trị gia tăng cho mặt hàng nông sản Việt Nam. Bài báo dẫn ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho rằng, nông nghiệp tạo việc làm và thu nhập cho khoảng 70% dân số, khoảng 15% GDP và 30% giá trị xuất khẩu. Do đó, việc đầu tư logistics cho nông nghiệp không chỉ tăng cao giá trị cho sản phẩm nông sản của Việt Nam, tăng thu nhập cho người nông dân, mà còn là nhiệm vụ chính trị. So với đầu tháng 11, lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng tăng từ 0,2-1,7% một năm, trong đó có kỳ hạn lãi suất tăng gần gấp đôi. Tờ Thanh Niên nhận định, như vậy sau khi giảm về mức thấp nhất trong năm vào đầu tháng 11, lãi suất vay tiền đồng giữa các ngân hàng với nhau trên thị trường liên ngân hàng đã tăng trở lại trong 3 ngày liên tiếp. Lãi suất liên ngân hàng bắt đầu tăng từ ngày 19 tháng 11, là ngày ngân hàng nhà nước điều chỉnh hàng loạt mức lãi suất điều chỉnh, giảm trần lãi suất huy động từ 5,5% một năm xuống 5% một năm đối với kỳ hạn dưới 6 tháng. Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất qua đêm được quan tâm nhiều bởi nó thể hiện tính thanh khoản của các ngân hàng, đồng thời cũng là kỳ hạn giao dịch với doanh số lớn. Suốt một tuần qua, câu chuyện áo dài Việt Nam bị một thương hiệu thời trang Trung Quốc nhận vơ đã tạo ra cả một làn sóng bảo vệ quốc phục trên mạng xã hội khi một luật sư đặt vấn đề đem chuyện bản quyền ra kiện mới phát hiện hóa ra chúng ta đang rất thiếu căn cứ pháp lý, thông tin trên báo Tiền Phong. Đây không phải lần đầu áo dài Việt Nam bị nhận vơ. Năm 2008, khi tham quan bảo tàng Kumono tại Nhật, nhà thiết kế Sĩ Hoàng từng thấy nguyên bản một bộ áo dài lụa màu xanh ngọc, nón lá và đôi gốc mộc, phía dưới là bảng ghi chú thích hàng chữ trang phục hiện đại Trung Quốc. Tuy nhiên, khi câu chuyện bản quyền áo dài được đặt lên bàn cân pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Hoàng, đoàn luật sư Hà Nội cho rằng hiện chúng ta chưa chính thức công nhận áo dài là quốc phục nên khó khẳng định quyền sở hữu. Căn cứ mà chúng ta có hiện chỉ có thể vin vào việc UNESCO công nhận áo dài là di sản văn hóa phi vật thể. Thêm nữa, có thể bổ sung từ điển Oxford định nghĩa áo dài là loại trang phục của phụ nữ Việt Nam với thiết kế hai tà áo trước và sau dài chấm mắt cá chân che bên ngoài chiếc quần dài. Chừng đó chưa đủ sức nặng pháp lý nếu nói riêng về câu chuyện bản quyền. Báo điện tử Vietnamnet thông tin, trước tình trạng thịt lợn, lợn sống đang được các thương lái ổ ạt đưa sang Trung Quốc bất chấp lệnh cấm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản đề nghị Ban chỉ đạo 389 quốc gia và các tỉnh thành vào cuộc ngăn chặn gấp và xử lý nghiêm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công văn đề nghị Ban chỉ đạo 389 quốc gia và các tỉnh thành vào cuộc ngăn chặn gấp, xử lý nghiêm. Chỉ đạo quyết liệt là vậy, song lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thừa nhận vẫn còn hiện tượng vận chuyển lợn theo đường mòn, lối mở sang Trung Quốc. Đặc biệt giữa tháng 11, tại các tuyến quốc lộ 3, tỉnh lộ 211, xe chở lợn đang hàng ngày ùn trở lên biên giới Cao Bằng. Theo đó, mỗi ngày ước tính có tới khoảng trên 50 xe tải chở lợn tỏa đi khắp các vùng biên giới của tỉnh Cao Bằng. Thưa quý vị và các bạn, chính quyền buông lỏng quản lý, còn đơn vị có thẩm quyền xử phạt ngăn chặn vi phạm hành lang lại chưa quyết liệt, khiến các vi phạm cũ còn chưa được giải quyết dứt điểm lại phát sinh thêm vi phạm mới, làm ảnh hưởng tới tình hình trật tự giao thông trên tuyến. Đây là thực trạng đang diễn ra trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tỉnh Thanh Hóa. Dọc trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, đang có hàng chục hộ kinh doanh bày bán hàng ngay trên nắp cống rãnh dọc, đặt biển quảng cáo trong phần đất hành lang và san lấp, mở đường ngang đấu nối trực tiếp với đường Hồ Chí Minh. Đã bán hàng ra rìa ngoài thì là xe cộ họ lại họ mua thì chắc chắn là bị ảnh hưởng. Rất mong các cái cơ quan chức năng cấp trên đó rồi làm sao để không dẹp để không ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Hạt quản lý đường bộ Lam Sơn là đơn vị được giao phụ trách 42 km đường Hồ Chí Minh đi qua ba huyện Ngọc Lặc, Thọ Xuân và Thường Xuân cho biết. Riêng đoạn qua xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân đang có 30 trường hợp vi phạm hành lang, trong đó có 20 trường hợp cũ của năm 2018 và 10 trường hợp mới phát sinh thêm trong năm 2019.
các hộ dân là kinh doanh là buôn bán củ đậu và lấn chiếm ở vỉa hè rồi là lề đường thì rất mất an toàn giao thông. Thì hạt cũng đã nhiều lần làm việc với chính quyền địa phương, đề nghị là chính quyền địa phương là có biện pháp là chấm dứt cái tình trạng đó, nhưng mà hiện tại bây giờ thì trường hợp đó vẫn đang xảy ra. Thống kê của Công ty Cổ phần Quản lý Xây dựng Đường bộ 470, dọc trên 129 km đường Hồ Chí Minh đi qua tỉnh Thanh Hóa, hiện đang có trên 200 trường hợp lấn chiếm vi phạm hành lang đường bộ, tập trung ở các huyện Thọ Xuân, Thường Xuân, Ngọc Lặc. Vi phạm hành lang chủ yếu là đặt biển quảng cáo, buôn bán, săn lấp xây dựng công trình, xẻ rào, đấu nối trực tiếp vào đường Hồ Chí Minh. Công ty đã lập biên bản, đình chỉ, dừng mọi hoạt động vi phạm chiếm dụng hành lang và báo cáo đơn vị có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành lang là Cục Quản lý Đường Bộ 2.1 và chính quyền sở tại. Theo Nghị định 11 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ quy định, chính quyền sở tại có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức tuyên truyền và thực hiện các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn đường bộ. Đối với đơn vị quản lý đường bộ, phải thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Với tình trạng gia tăng vi phạm hành lang đường Hồ Chí Minh như hiện nay đã gây mất an toàn giao thông và làm ảnh hưởng kết cấu công trình đường bộ, tiềm ẩn xung đột, dẫn tới xảy ra tai nạn giao thông. Do đó, chính quyền cấp xã nơi có đường Hồ Chí Minh chạy qua và Cục Quản lý Đường bộ 2.1 cần nâng cao trách nhiệm quản lý, bảo vệ hành lang, cưỡng chế, dỡ bỏ, dứt điểm vi phạm hành lang đường bộ, chống lấn chiếm, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Bản tin Thanh Hóa ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.